trong cùng một ngày, văn phòng luật sư có nhân viên là người Hồi giáo tại thủ đô Washington DC và California, Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được bưu phẩm với cùng một nội dung đe dọa. Theo các nhân viên của văn phòng luật sư tại thủ đô Washington DC, họ đã nhận được một bưu phẩm chứa chất bột màu trắng kèm theo dòng tin nhắn: những kẻ theo đạo Hồi phải chết một cách đau đớn. Cùng ngày, một nhóm luật sư Hồi giáo khác tại California cũng phải sơ tán vì nhận được bưu phẩm với nội dung tương tự. Đây là nhóm luật sư theo đạo Hồi lớn nhất nước Mỹ. Truyền thông nước này đưa tin bưu phẩm có tên người gửi là Infidel. Cảnh sát và lính cứu hỏa ngay lập tức đã được huy động đến để tiến hành công tác sơ tán nhân viên và điều tra làm rõ vụ việc. Đáng chú ý là sự kiện này xảy ra chỉ ít ngày sau khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi toàn nước Mỹ tẩy chay và không cho phép người Hồi giáo nhập cư vào liên bang. Phong trào phản đối người Hồi giáo đang dâng cao tại Mỹ, nhất là sau khi 14 người thiệt mạng sau vụ xả súng của hai phần tử Hồi giáo tại California hồi tuần trước.